70 phẩm bất khả động. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình và sự an lập của hữu tình đều rút ráo chẳng thể nắm bắt được, thì các đại Bồ Tát vì ai mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát lấy cảnh Niết Bàn làm lượng nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu có hữu tình cùng với cảnh Niết Bàn khác nhau, thì các đại Bồ Tát chẳng nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì cõi hữu tình chẳng khác cảnh Niết Bàn, cho nên đại Bồ Tát vì các hữu tình tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng pháp Niết Bàn chẳng hoại an lập hữu tình ở trong cảnh Niết Bàn. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có cõi hữu tình tức là cảnh Niết Bàn, thì tại sao đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng pháp Niết Bàn chẳng hoại an lập hữu tình trong cảnh Niết Bàn? Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa an lập hữu tình ở trong cảnh Niết Bàn thì tức là an lập cảnh Niết Bàn ở cảnh Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa an lập cảnh Niết Bàn ở cảnh Niết Bàn thì tức là an lập tự tánh nơi tự tánh, nhưng chẳng nên an lập tự tánh nơi tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì sao có thể nói đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng pháp Niết Bàn chẳng hoại an lập hữu tình ở trong cảnh Niết Bàn? Phật dạy, này thiện hiện, chẳng thể an lập Niết Bàn nơi Niết Bàn, cũng chẳng thể an lập tự tánh nơi tự tánh. Nhưng các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phương tiện thiện xảo, có thể an lập hữu tình ở trong cảnh Niết Bàn, nhưng có hữu tình chẳng khác cảnh Niết Bàn. Này thiện hiện, như thế cõi hữu tình cùng với cảnh Niết Bàn không hai không hai phần. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, những gì gọi là phương tiện thiện xảo của các đại Bồ Tát khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, do sức phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình ở trong cảnh Niết Bàn nhưng chẳng có thể hoại tướng Niết Bàn. Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ khi mới phát tâm đã thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, do sức phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình ở trong bố thí, đã an lập rồi, vì họ nói sự bố thí khoảng trước sau giữa, không có tướng sai biệt. Nói thế này, này thiện nam tử, bố thí như thế khoảng trước sau giữa tất cả đều không, người thí kẻ nhận kết quả sự bố thí cũng đều không.